Chào mọi người nhá. Hôm nay em lại có những cái mặt hàng hoa lan rất là đẹp. Đầu tiên đây các bác là một giò đùi gà tròn Lai Châu. Một mặt hoa rất là xuất sắc các bác nhá. Hoa rất là bền luôn. Mã số 1 nhá, đùi gà tròn Lai Châu. 200.000 đồng cho mã số 1 đùi gà tròn Lai Châu các nhá. Cái này thì đang lở rồi. Vẫn còn hoa lụ các bác nhá. Mã số 1 200.000 đồng. Số 2 này đen rô hồng cánh sen này. Mã số 2 120.000 đồng, đen rô hồng cánh sen các bác nhá. Cho mã số 2. Tiếp theo nhá, em có một đặc sản của Lai Châu đó là mật ong khoái các bác nhá. Đấy. Nguyên một tổ đấy các bác này. Đấy, nguyên tổ như này, nguyên cục này. Đây là bọc cây ra. Tổ lay của em là 3 cân rưỡi các bác nhá. Tổ lay là 3 cân rưỡi. Bác nào yêu thì là 260.000 đồng 1 kg. Nguyên một tổ này các bác nhá. Tổ này nhìn cái đá này các bác này. Quá đá chưa? Đây là cái mặt này ôm vào cây này. Đấy. Tổ này của em 6 kg các bác nhá. Mặt ong khoái thì không ai nuôi được các bác. Nên là các bác mua mặt ong khoái rất là chuẩn nhá. Còn ong khoái nó dữ lắm. Nó nhìn thấy người nó lao nó đốt cho thì thôi rồi. Nên là các bác mua mặt ong khoái rất là chuẩn nhá. Nên là 260.000 đồng một cân các bạn. Mật ong rừng xịn nha các bác nhá. Đó. Tổ này 6 kg các bạn. 6 kg nhá. Theo em này lên hoa lan nhá. Mã số 3 nhá, hoàng thảo kèn nhá. 1 thân hoa, 2 thân hoa, 3 thân hoa, 4 thân, 5 thân. Cái này là toàn kỳ nhiều các bác ạ, mầm gốc đang lên mạnh. Các bác về có thể là lên trồng vào chậu khác, chơi hoa xong là trồng vào chậu khác. Mầm gốc lên nó rất là khỏe này. Mã số 3 nhé, hoàng thảo kèn Lai Châu. Giò này là 300.000 đồng cho mã số 3. Số 4 là một giò chồn Lai Châu. Đang có lụ nhá. 1 này, 2 lụ này. Em đang xem nó có mấy lụ. 3 lụ này. Tạm thời thì mới nhìn thấy 3 lụ đấy các bạn. Mã số 4 nhá, chồn Lai Châu. 350.000 đồng cho mã số 4 chồn Lai Châu. Theo ông lên các bác một giò tam bảo sắc VIP nhá. Lá xếp cổ rụt này nhá. Đó. Có hai cây này nó rụt rịt vào. Giò này đang có 1 2 3 4 5 lụ nhá. Giò này hiện tại đang có 5 lụ nhá. Lá xếp cổ rụt này thì mã số 5 450.000 đồng các bác nhá. Đấy, nó đắt ở cây này và cây này nhá. Còn những cái cây lá bình thường này thì rất là rẻ. Lá xếp cổ rụt lá ngắn nhá, lá rất là ngắn nhá. Mã số 5 450. Số 6 nhá là một giò tam bảo sắc, giò này có khá là nhiều lụ này. Mã số 6 nhá, giò tam bảo sắc này bác nào yêu thì 150.000 đồng nhá. Chi chít lụ, giò này nhiều lụ lắm. Mã số 6 150.000 đồng. Giá hơn tam bảo sắc. Số 7 nhá. Giò này thì nhiều thân hơn, nhiều cây hơn. Giò này thì mới sưng lụ thôi. Mã số 7 nhá, 350.000 đồng. Giá hương tam bảo sắc cho mã số 7, 350. Số 8 nhá, một trụ tam bảo sắc siêu to này nhá. Đây, như này nhá. Mã số 8 nhá, giá hương tam bảo sắc nhá, trụ này nhá. Trụ này cũng lác đác có lụ thôi. Đang bắt đầu có lụ rồi. À, cũng khá nhiều đấy các bạn. Mã số 8 trụ này là 550.000 đồng. Nhá, lại một giò tam bảo sắc lá xếp rụt nữa nhá. Giò này thì gần như cây nào cũng đẹp. Đây. À, hàng lá xếp nhá các bạn nhá. Em đếm xem bao nhiêu lụ. 1 2 3 này. 4 này. 5 này, 6 này. Hiện tại giò này đang 6 lụ nhá. Mã số 9 tam bảo sắc 650.000 đồng. Hàng lá xếp các bác nhá. Số 10 này các bác này. Một giò tam bảo sắc Lai Châu, giò này cũng đang rất là nhiều lụ. Em đếm xem bao nhiêu lụ nhá. 2 3 4 5 6 Tạm thời là mới nhìn thấy 6 lụ thôi. Mã số 10 nhá, tam bảo sắc Lai Châu 450.000 đồng. 400.000 đồng đi. Mã số 10 400.000 đồng.
dáng hương tâm và sắc lai châu nhá. Dòng này thì hoa tím trắng và hoa thì rất là thơm. Hoa đã thơm thì nó lại dài nhá. Tiếp theo thì lại đến một đặc sản của Lai Châu nữa, đó là cáo Lai Châu nhá. Mã số 11 nhá, giò này thì giò này có 4 cây nhá. Một mẹ 4 con. Mã số 11. Em đang xem nó ra lụ chưa. Cây này đang có lụ nhá. Mã số 11, một mẹ 4 con này. 300.000 đồng cho mã số 11 cáo Lai Châu các bác nhá. Đang có cây này đang có một lụ nhá, lụ nó rất là bé. Các bác phải vạch ra kỹ thì mới thấy. Với dòng cáo Lai Châu thì các bác biết là nó sẽ cho hoa trước, còn cáo Cao Bằng bây giờ chưa có hoa nhá. Cáo Cao Bằng là chưa có hoa. Mã số 11 là 300.000 đồng nhá, cáo Lai Châu. Tiếp theo nhá. Mã số 12 vẫn là một giò cáo nguyên rề nhá. Giò này sưng lụ đó em nhìn chưa thấy lụ. Mã số 12 3 cây này, 280.000 đồng cáo Lai Châu các nhá. Một mẹ 2 con nguyên rề. Mã số 12 280.000 đồng cáo Lai Châu. Tiếp tục em có một đặc sản của Lai Châu nữa, đó là mật ong đắng các bác nhá. Mật ong đắng này là con ong này nó chuyên hút các loại hoa đắng của Tây Bắc và đặc biệt là cái hoa thuốc phiện ấy. Trên em ấy khu Tà Tổng đấy các bác, cái khu đấy là nó chuyên có các loại hoa đặc biệt đấy để nó hút và nó sản sinh ra cái mật này, nó rất là tốt. Các bác nào muốn sử dụng cái mật này để mà phòng trị bệnh thì rất là tốt. Cái mật ong đắng này thì em chia sẻ với các bác là 700.000 đồng một lít nhá. Mật ong đắng chuyên hút hoa đắng. Các bác muốn ví dụ muốn chữa dạ dày đại tràng rồi thì về các đường ho hen xuyễn thì các bác lên sử dụng cái mật ong xịn này để các bác điều trị nhá. Mật ong đắng này em chia sẻ là 700.000 đồng một lít nhá. Tiếp tục là hoa lan nhá. Đây là một giò Ngọc Quý Thiên Cung nhá. Chi chít lụ. Vừa lụ vừa kỳ rất là nhiều nhá. Lụ này, vừa lụ vừa kỳ này. Mã số 13 nhá. Hạc Vĩ Thiên Cung. 300.000 đồng cho mã số 13. Số 14 nhá là một giò Hạc Vĩ Thiên Cung nữa nhá. Lụ chi chít này. Mầm gốc cũng đang lên. Vừa lụ vừa kỳ, mã số 14 cũng 300.000 đồng. Hạc Vĩ Thiên Cung. Số 15 là kiều mỡ gà nhá. Hàng nguyên rề. Đồng kiều mỡ gà này các bác biết là hoa của nó rất là đẹp. Hoa vàng óng nhá. Mã số 15 kiều mỡ gà 350.000 đồng. Mầm gốc đang lên mạnh này, mầm gốc này. 16 nhá, kiều vuông lộc bắc nhá. 200.000 đồng cái mã số 16. Kiều vuông lộc bắc. 17 đây. Một giò đùi gà tròn Lai Châu mầm gốc thì thôi rồi. 4 này. 7 này, 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Gần 50 mầm gốc các bác nhá. Gần 50 mầm gốc các bác chơi giò này trong tương lai thì nó rất là tuyệt. Mã số 17 nhá, đùi gà tròn Lai Châu. 300.000 đồng. Số 18 nhá, một giò đùi gà cũng đang lụ như này nhá. Đấy, lụ tím này nhá, thân to mập nhá. Mầm gốc tua tủa nhá. Mã số 19 200.000 đồng, đùi gà tròn Lai Châu. Cho mã số 19, đây lụ này. Đấy. Mầm gốc thì tua tủa, độ thuần của nó này. Độ thuần của nó thì các bác yên tâm về độ thuần của nó này. Thuần 25 rồi nhá. Cho mã số 19, mã số 20 nhá. Một giò cáo Lai Châu nữa, giò này cũng 3 cây nhé. Mã số 20, 250.000 đồng. Cho mã số 20, cáo Lai Châu. Một dòng hoa phải nói nó rất là đẹp nhé. Cho mã số 20 nhé. Mai em này có những cái cặp nhung hiêu rất là ngon để gửi tới các bác này. Các bác nào có nhu cầu mua nhung hiêu thì ở em nhé. Ví dụ cặp này nó rơi vào năm lạng 6, cặp này vừa mới cắt xong. Năm lạng 6 đang chuẩn bị gửi cho khách này. Cặp này thì nó rơi vào 6 lạng 2 các bác ạ. 6 lạng 2 thì nó làm hàng tươi cắt xong là gửi cho các bác luôn.
hôm nay em cắt cũng đang chuẩn bị gửi cho các bác đây. Thì bác nào có nhu cầu mua nhung hiêu thì liên hệ cho em theo số điện thoại là 0963875403. Ngoài ra thì em có bán cả mật ong rừng và tam thất bác các bác nhé. Đây, mật ong rừng xịn đây, mật ong khoái rừng các bác nhé. Các bác nào muốn mua mật ong khoái thì ở em nhé. Mật ong khoái nguyên tổ này thì là 260.000 đồng, cả sáp là 1 kg. Còn các bác muốn mua mật thì là 350.000 đồng 1 kg, 1 lít các bác nhé. Đấy, số điện thoại em là 0963875403.